Xin hiệp giới thiệu Miss Florida Cecilia Kim Nguyễn và Miss Arizona Vũ Trâm Linda. Hoa hậu Florida Cecilia Kim Nguyễn sinh ra và lớn lên tại thành phố Orlando, là con gái út trong một gia đình 7 anh chị em đang học đại học năm thứ nhất về ngành bác sĩ nhãn khoa. Cô thích đánh quần vợt, bơi lội, nấu ăn, shopping và dạy các em ca múa vào dịp cuối tuần, cũng như là tham gia vào nhiều chương trình gây quỹ giúp các trẻ em mồ côi tại Việt Nam. Nếu anh chàng nào muốn làm bạn với Cecilia, điều quan trọng phải thật thà, phải biết thương yêu và nhất là khi nhìn sâu vào mắt cô thì mắt của anh chàng đó nên đừng có lờ đờ vì cô chính là một bác sĩ nhãn khoa. Hoa hậu tiểu bang Arizona Vũ Trâm Lina mới tốt nghiệp trung học và sẽ theo học tại Đại học Arizona State University với học bổng toàn phần. Cô là con út trong một gia đình, cha là một dược sĩ và đã khuyến khích cô theo ngành y khoa để có thể giúp đời, giúp người. Cô ước vọng trở thành một bác sĩ nhãn khoa, ngoài giờ học vẫn thường đóng góp cho những sinh hoạt cộng đồng và của hội học sinh và sinh viên Việt Nam. Cô thích múa, thích vẽ, thích thiết kế thời trang và nghe nhạc. Đặc biệt là thích du lịch và thích surfing, tức là trượt nước, anh nào có ngon, mời ra biển. Mời quý vị cùng chúng tôi đón tiếp Hoa hậu Florida Cecilia Kim Nguyễn và Hoa hậu Arizona Vũ Trâm Lina. Cecilia, bà Bích Trâm, xin kính chào quý vị khán giả. Cecilia đến từ Florida, một tiểu bang nắng ấm, hiền hòa, có rất nhiều thắng cảnh đẹp. Nhân dịp này, Cecilia muốn lấy một giây phút để cảm ơn ba má. Và Cecilia cũng xin cảm ơn tất cả các anh các chị đã giúp đỡ Cecilia rất nhiều. Đây cũng là một cơ hội tốt cho Cecilia gặp gỡ quý vị, cũng như tất cả các cô hoa hậu trên toàn thế giới. Kính thưa quý vị, hôm nay Bích Trâm rất là vinh dự được Trung tâm Asia mời đến tham gia chương trình Mùa Hè Rực Rỡ kỳ này. Và Bích Trâm cũng rất là hân hạnh đại diện cho cộng đồng người Việt tại Arizona đến đây để tiếp chuyện với quý vị. Arizona là một tiểu bang có rất là nhiều phong cảnh đẹp, đặc biệt như là The Grand Canyon, một trong những kỳ quan của thế giới. Hơn nữa, người dân của Arizona rất là niềm nở và hiếu khách. Bích Trâm tin rằng quý vị sẽ hài lòng và thích thú khi đến thăm Arizona. Một lần nữa, Bích Trâm và Cecilia xin cảm tạ quý vị.